À, chào các bạn, nay tôi nói thêm một chút về cái tiếng đàn mộc, cái clip trước của tôi nói chuyện phím thì tí xíu cho nó vui, vì có thể là cái clip trước của tôi nghe diễn đạt không rõ, ra có nhiều người người bình luận vào đó để làm rõ cái khái niệm này. Thì tôi cái chữ mộc nó khi tôi biết thì tôi cũng để trong cái nháy nháy, thì tôi cũng không dám chắc là cái chữ mộc nó dùng có đúng hay không, thì cũng có những bạn hiểu đúng với tôi. Còn một anh nói là có phải cái từ acoustic hay không, thì ý tôi cũng có nghĩa là như vậy. Cái chữ acoustic thì các bạn biết thì nó liên quan cái chuyện là âm thanh và nghe, mà khi nói cái chuyện nhạc cụ thì khi người ta nói cái chữ acoustic, ý người ta nói là không có được khuếch đại ra một qua một cái điện tử gì cả. Còn cái chữ mộc thì đúng rồi, thì là cái chữ mộc thì là cái bộ mộc. Như này thì nó hoặc nó có ý nghĩa là gỗ, hoặc nó cũng có ý nghĩa là chất phát, chân chất. Thì ý tôi muốn nói là cái đàn guitar chúng ta nghe ở bên ngoài, tức là nó đánh xong rồi cái âm thanh đó là âm thanh truyền trong không khí. Tất nhiên là nó có, thí dụ chúng ta ngồi trong phòng thì cái âm thanh đó nó phản xạ lại qua những cái bức tường hay những cái vật xung quanh gì đó. Nói tóm lại thì về mặt vật lý có nghĩa là cái âm thanh nó xuất phát từ cái đàn thùng đó, và nó chỉ truyền qua không khí thôi, nó không có đi qua một cái phần nào cả. Còn thí dụ mình thu qua cái micro hay là mình thu qua cái gì đó thì cũng là gì, là cái tín hiệu. Micro thì nó lấy tín hiệu cái rung của âm thanh, cái sóng âm thanh, thì nó chuyển qua cái sóng điện, xong rồi khi chúng ta nghe thì cái từ cái sóng điện nó lại làm cho cái loa, màng loa nó rung, nó lại chuyển ngược lại cái tín hiệu trở thành sóng âm thanh. Nhưng mà dù sao thì nó đã qua cái bước là điện rồi, đúng không? Không thể nào mà còn nữa. Còn thu những cái khác thì rõ ràng là điện rồi, không còn nói gì cả. Mặt khác thì cái thu bằng cái micro thì nó cũng, tôi cũng thấy nó là như này nè, tại vì cái micro thường người ta thu là người ta để cái micro gần gần vào cái đàn, đúng không? Và thậm chí người ta cũng để hai ba cái micro nữa. Nhưng mà chúng ta nghĩ đâu có ai mà nghe đàn mà dí cái lỗ tai, cứ cho là cái micro nó thu tiếng thật đi nha, 100% luôn, micro xịn mấy ngàn đô la. Nhưng thường là chúng ta thấy đâu có ai mà dí cái lỗ tai vào cái đàn để mà nghe đâu. Thường chúng ta cũng ngồi cái khoảng cách 1-2 mét gì đó, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là cái gọi là mình nói chơi cho vui thôi, chứ còn cái hoàn cảnh bây giờ thì nó khác rồi. Đâu có ai mà nghĩ như vậy được. Sở dĩ dĩ tôi cứ nghĩ là vì tôi chơi với anh bạn, anh Ánh làm đàn ở tiệm đàn Nguyễn Trọng Phật, tiệm đàn Duy Ngọc, thì tôi cứ nghĩ là mình làm ra một cái đàn cho nó tốt, nhưng mà thật ra cuối cùng người ta nghe thì đâu là những cái dịp để người ta nghe cái âm thanh thật sự của cái đàn, mà thường là người ta nghe qua những cái nó đã xử lý rồi. Thì đó là cái lý do mà tôi nói, chứ còn cái thời cuộc bây giờ thì nó đã khác. Ví dụ như hồi đó thì tụi tôi ngồi nghe bản nhạc thì nghe lên nghe xuống thì mới mò, mà hợp âm nhiều khi cũng không trúng, mình nghe đâu có được. Chứ còn bây giờ nhiều khi mình lên mình gõ cái là mình đã ra rồi. Ví dụ hồi đó tôi nghe nhạc thì ví dụ phải đọc sách, hoặc là đi lùng cái dĩa CD đó. Cái dĩa CD đó thì khi mình mở ra mình biết là người ta thu vào những cái dịp nào, rồi tại sao người ra ra cái CD đó, vân vân. Còn bây giờ nhiều khi chúng ta cũng không có nghe nguyên cái CD nữa, không, chúng ta nghe một cái bản thôi. Rồi thí dụ biểu là nhạc jazz là nhạc gì thì mình lên YouTube mình bật một cái, thí dụ nhạc jazz thì những cái gì người ta hay nghe thì nó, và phụ thuộc vào cái lịch sử nghe của mình ấy, thì nó sẽ hiện lên. Thì chúng ta nghĩ cái chuyện đó là nhạc jazz, rồi chúng ta xem cái đó là nhạc jazz, nó đơn giản hồi trước nhiều, đúng không? Hồi trước thì thí dụ như là mình phải đọc sách, mình phải lục, mình có cái lịch sử nó như nào thì mình mới tạm tạm mình có thể nói là mình nghe nhạc jazz. Còn bây giờ thì
người nào nói nhạc jazz tôi không dám nói, vì vì bây giờ mỗi người người ta nghĩ cái nhạc jazz là khác. Đó. Mà ví dụ như tôi nói ông, ngay cả ông Charlie Parker tôi nói người ta không biết, một trong những người tiên phong để làm ra cái nhạc jazz hiện đại và thật sự được ảnh hưởng cho tới bây giờ. Nhưng mà giống như tiếng Việt mà nói chuyện Kiều người ta không biết ấy, thì nó giống vậy đó, thì mà vẫn nói chuyện tiếng Việt thì tôi nghĩ nó không được hợp lý đó. Thì trở lại là cái chuyện tiếng Mộc là vậy, nói chung là cái ý nghĩa nó gần như tiếng Anh này, cái chữ acoustic, và ý là mình nghe một cái tiếng đàn thùng và mình ngồi cách ngồi trong phòng hay ngồi ở đâu đó và không có khuếch đại không có gì, thì ý tôi nó chỉ là vậy thôi. Rồi, cảm ơn.